Chào mừng các bạn đã cùng trở lại với kênh YouTube của Mẹo Hay iOS và Android. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những bạn mà đang có dự định chuẩn bị mua những cái thiết bị điện thoại hay là thiết bị di động trên những trang thương mại điện tử như là Shopee hoặc là Lazada đó các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo vào những cái kinh nghiệm của mình khi mà mình đã mua cái chiếc Redmi K40 Gaming của mình trên Shopee nè. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều cần tránh cũng như là những điều cần lưu ý khi mà chúng ta mua những thiết bị điện tử trên những trang thương mại điện tử nha. Thì cái lưu ý của mình đầu tiên là các bạn cần chọn lựa cái shop cho nó có cái độ uy tín, với lại cái giá của nó đừng có ảo quá. Ví dụ như mình có thể lướt trên Shopee mà mình đánh cái từ khóa K40 Gaming, mình sẽ thấy một vài shop nó đăng cái sản phẩm chỉ khoảng tầm 2-3 triệu như vậy nè các bạn. Thì mình bảo đảm với các bạn luôn, đây đều là những cái shop lừa đảo nha. Thì có thể là khi mà các bạn đặt hàng thì shop nó sẽ gửi đường dây ngoài cho các bạn một cái cục hàng để bên đơn vị ngoài vận chuyển tới các bạn, và khi các bạn nhận hàng qua đơn vị vận chuyển bên ngoài đó thì các bạn không có trả hàng lại được nha. Thì lúc đó là các bạn sẽ phải chịu cái tiền 2 triệu mấy đó, có thể là đổi lại cho các bạn là điện thoại cục gạch cũng không chừng. Rồi một vấn đề thứ hai, nếu mà các bạn đặt hàng trên những cái trang shop như vậy đó thì có thể là các bạn sẽ những cái shop đó tạo cái gian hàng như vậy thôi, thực ra không có hàng để bán. Và khi mà chúng ta đặt hàng thì chúng ta phải cung cấp cái địa chỉ nhận hàng, thì những cái shop đó sẽ thu thập những cái địa chỉ thông tin, cái số điện thoại, địa chỉ của các bạn để bán lại cho cái thông tin cho cái bên thứ ba. Thì cũng có thể là những shop đó chỉ dùng để thu thập thông tin chứ không có hàng để bán cho các bạn nha. Thì với một cái chiếc máy mà giá mới của nó khoảng tầm 7-8 triệu á, thì không có thể nào mà bán, có một shop bán cái chiếc máy mà 100% mới full box mà lại bán với giá 2-3 triệu như vậy được. Thì chúng ta suy nghĩ cũng có thể nhận biết được cái động cơ của shop nó không có tốt nha các bạn. Rồi thì chúng ta loại bỏ những cái shop đó ra khỏi cái quyết định ban đầu của chúng ta, khỏi cần bấm vào chi cho đỡ tốn thời gian. Thì đó là cái lưu ý đầu tiên, là chúng ta sẽ sàng lọc những cái shop giá ảo thì chúng ta bỏ qua một bên, và đừng có tin vào những cái quảng cáo mà khuyến mãi 50% hay là voucher trừ 2-3 triệu, thì những điều đó là không có rồi nha các bạn. Thì sau khi mà chúng ta đã loại bỏ những cái shop mà đang giá ảo như vậy ra khỏi cái lựa chọn của chúng ta rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái shop mà lúc trước mà mình đã mua chiếc Redmi K40 Gaming này. Cái này là mình mua sử dụng nha, chứ mình không PR cho sản phẩm mà cho cái shop này. Thì shop mình mua là shop Kim Nhung Mobile, nhưng mà bây giờ thì hình như là nó đã hết hàng rồi các bạn. Kim Nhung Mobile hết hàng rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta thử tìm cái từ khóa K40 Gaming trên Shopee xem thử mọi shop nào không nhé. Đây nè, mấy shop 2 triệu mấy thì sẽ bỏ qua một bên đi nha các bạn, khỏi bấm vào chi cho mất công. 3 triệu mấy cũng vậy nè. Đây có shop này. Thì cái shop mà điện thoại giá rẻ Hà Nội này á thì cũng được đánh giá là cũng khá ổn định đó các bạn. Thì hiện tại màu đen 12GB thì nó lên tới gần 8 triệu luôn. Cái này thì 8 triệu 150. Thì hồi lúc mà mình mua là thời điểm tháng 1 năm 2022 đó, thì giá của mình mua là khoảng tầm 7 triệu 2 hay gì đó. Đây thời điểm mình mua là 7 triệu 2, 23 ngàn, 29 tháng 1. Thì cái lưu ý là khi mà chúng ta đặt hàng trên cái shop nào đó thì các bạn luôn lưu ý cái mã nhận đơn trên cái shop đó nha. Ví dụ như là nó phải cập nhật liên tục như vậy nè, đã chuẩn bị hàng, đang lấy hàng thành công và đã đến đâu, thì nó phải thể hiện rõ trong cái mã nhận đơn này nha. Còn các bạn nếu mà thấy cái mã nhận đơn của mình mà nó cứ nằm ở chỗ mà đang lấy hàng hoặc là đang giao nhưng mà nó không cập nhật gì tới nữa, nhưng mà có cuộc gọi để gọi cho các bạn để nhận, thì các bạn nên lưu ý hỏi cái người ship đó xem có phải là đơn hàng của Shopee hay không nha. Tại vì nếu mà các bạn nhận cái đơn của đơn vị vận chuyển bên ngoài không thông qua Shopee thì các bạn phải tự chịu trách nhiệm với cái đơn hàng đó, Shopee sẽ không có hỗ trợ cho các bạn. Ví dụ như các bạn nhận hàng Điểu, hàng Pay gì đó thì các bạn cũng tự chấp nhận, tại vì không thông qua Shopee thì Shopee sẽ không hoàn tiền cho các bạn được nha. Rồi thì cái lưu ý tiếp theo là ví dụ như các bạn đã lựa chọn được một shop có thể mua hàng ổn định nè, xem cái đơn vị vận chuyển đúng hàng bên Shopee nè, thì cái lưu ý tiếp theo của chúng ta là khi chúng ta nhận hàng các bạn kiểm tra cái hộp xem nó có móp méo hay là có bị hư hao trong quá trình vận chuyển hay không, và luôn luôn chú ý là phải quay video lại toàn bộ quá trình mở hộp để có cái bằng chứng, giống như là để sau này ví dụ như trong cái hàng hóa của các bạn nó bị lỗi hay là nó bị dở kính, mẻ kính gì đó khi trong quá trình vận chuyển, thì các bạn cũng có thể nhờ cái đơn vị hỗ trợ đổi trả cho chúng ta được nha.
Tại vì khi mà có video á, thì rất dễ làm việc với cái bộ phận hỗ trợ của Shopee. Còn nếu mà các bạn không có video mở hộp thì chúng ta nói thì nó cũng hơi là khó khăn. Đây là cái quá trình mà mình nhận hàng cho tới lúc mà mình mở hộp ra nè các bạn. Giá trị hơi cao, kỳ kỹ đúng không? Ở mình của mình mua cũng là 80 mấy cái điện thoại. Chứ chú em mở hàng vậy đó. Thôi bình thường, có trục trặc gì cái nó cũng xử lý. Đúng rồi, trong 3 ngày rồi được, tôi được. K40 Gaming mình 128 GB ROM 12 GB đúng không? Ok. Thôi nhé. Thì tóm lại thì một vài lưu ý như vậy thôi, khi mà các bạn mua hàng thiết bị điện tử online trên những trang hàng thương mại điện tử thì các bạn chú ý tránh xa những shop mà niêm yết giá ảo, giá thấp hơn thị trường rất là nhiều. Còn cái thứ hai là nếu mà chúng ta lựa chọn được một shop theo cái giá đúng thị trường đó thì các bạn cũng phải chú ý xem cái cục hàng nó gửi cho mình nó có qua Shopee hay không, hay là nó chỉ lấy cái thông tin của mình và trên cái đơn hàng Shopee thì nó đã hủy rồi nhưng mà gửi cái đơn vị vận chuyển bên ngoài cho chúng ta thì chúng ta nhận thì chúng ta thanh toán sẽ không có được Shopee bảo đảm, tại vì chúng ta xem như là chúng ta mua hàng bên ngoài thông qua Shopee luôn đó. Còn một cái nữa thì ví dụ như ở trên cái thông tin đơn hàng đó các bạn, nếu mà nó báo đang vận chuyển, ví dụ như cái trong cái mã nhận đơn của các bạn nó vẫn báo là đơn hàng đã đến kho đồ ở đâu đâu đó ha, nhưng mà ví dụ như cái shop đó gửi cho các bạn một đơn hàng bên ngoài trước khi gửi cái đơn hàng cho Shopee thì cũng hoàn toàn có thể là các bạn nhận cái đơn hàng ở ngoài chứ không phải là đơn hàng qua Shopee. Thì ví dụ như đơn hàng đó là đơn hàng điện thoại fake, điện thoại lừa đảo thì các bạn cũng không có được Shopee hỗ trợ đâu nha. Thì cái quan trọng của chúng ta đó là chúng ta phải hỏi rõ, phải kiểm tra kỹ cái tem, cái mã nhận đơn trên cái cục hàng các bạn nhận đó nó có đúng là thông qua Shopee hay không, để khi mà chúng ta nhận hàng không đúng thì chúng ta còn có thể được Shopee hỗ trợ. Và cái lưu ý cuối cùng là luôn luôn quay video cận cảnh quá trình nhận hàng, hàng hóa có móc méo gì không, video khui hộp phải đầy đủ chi tiết để có cái bằng chứng để chúng ta có thể bảo vệ được cái quyền lợi của chúng ta. Rồi thì đó là tất cả những cái kinh nghiệm mua hàng online thiết bị điện tử của mình chia sẻ cho các bạn để tránh những cái tình trạng mà chúng ta bị gặp những shop lừa đảo mua phải hàng điểu, hàng fake, hàng không chất lượng, và chúng ta tránh được cái tình trạng mất tiền oan. Rồi thì các bạn có thể tham khảo để có thể lựa chọn cho mình mua cho mình chiếc điện thoại phù hợp với cái sở thích nha. Rồi video của mình chia sẻ về cách mua hàng online an toàn đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.